Lò nóng, cú đấm thép của 12.000 tờ sao kê đợt lũ lụt Thứ trưởng đến thẩm phán hám tiền cũng vào lò Xin chào các bạn đang theo dõi PKT Trong cuộc chiến chống tham nhũng đốt lò của Tổng bí thư Tô Lâm Lửa đang cháy mạnh hơn bao giờ hết và có vẻ như ngọn lửa này sẽ không nguôi dần và càng lúc càng bùng lên. Vụ việc gần đây khi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công khai 12.028 trang sao kê tiền ủng hộ cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi, bão số 3, với số tiền lên đến 527,8 tỷ đồng. Chính là cú đấm thép khiến không ít người giật mình cho thôi kiểu phong bạt làm màu trên mạng xã hội. Nhưng không chỉ những ngôi sao mạng là những kẻ duy nhất bị vạch mặt. Gần đây những vụ việc chấn động từ cấp cao hơn cũng không kém phần đáng chú ý. Thứ trưởng Bộ Công Thương nhận quà biếu lên đến 1,5 tỷ đồng, một con số không nhỏ để đổi lấy sự ưu ái trong công việc. Và còn nữa, thẩm phán những người lẽ ra phải thực thi công lý lại bị bắt vì nhận hối lộ tham ô. Xin mời các bạn cùng chúng tôi điểm đến 5 câu chuyện đáng chú ý trong series đốt lò ngày hôm nay trên PKT. Một cú đấm minh bạch của 12.000 trang sao kê cứu trợ lũ lụt. 2. Thứ trưởng Bộ Công Thương được biếu 1,5 tỷ đồng. 3. Khởi tố bắt tạm giam 3 cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh. 4. Bắt quả tang thẩm phán tòa án nhân dân huyện ở Kiên Giang nhận hối lộ. 5. Khởi tố bắt giam bác sĩ, nhân viên y tế. Cú đấm minh bạch của 12.000 trang sao kê cứu trợ lũ lụt. Cứ chuyện nào liên quan đến tiền nong thì cũng nhận được nhiều sự chú ý, đặc biệt là tiền từ thiện đã là câu chuyện gây tranh cãi biết bao năm này. Trong khi cả nước đang đồng lòng hướng về các tỉnh phía Bắc, thì những pha trách va sao kê chấn động này đã khui ra bộ mặt đằng sau của vô số người. Nhiều người chia sẻ ảnh đã chuyển khoản vài trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhưng hóa ra chuyển khoản rất ít hoặc thậm chí tự chuyển lại cho chính mình nếu ủy ban mặt trận tổ quốc không tung toàn bộ bản sao kê hẳn nhiều người sẽ còn tự vui với những thành quả photoshop hay làm màu này những tờ giấy này không đơn thuần chỉ là vài dòng chữ vô tri mà là bằng chứng sống động cho thấy công cuộc cứu trợ rất thiết thực từ nhân dân trong và ngoài nước đến cả những em bé cụ già người khuyết tật cũng dốc túi tương trợ miền bắc vượt qua lũ lụt đang nhấn chìm nhà cửa điều đáng nói hơn là sự xuất hiện của những người nổi tiếng trên tiktok facebook những người thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe mẽ rằng họ đã ủng hộ hàng chục thậm chí hàng trăm triệu đồng ban đầu dân tình tưởng rằng đây là những hành động đẹp nhưng sự thật lại cay đắng hơn khi cộng đồng phát hiện ra không ít trong số đó sử dụng chiêu trò chỉnh sửa ảnh để làm màu từ thiện từ trái tim bỗng chốc bị biến thành công cụ pr cá nhân Chiều 12 tháng 9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công khai tập tin sao kê tài khoản ngân hàng được sử dụng để người dân cả nước chuyển tiền ủng hộ đồng bào đang gặp thiên tai tại các tỉnh miền Bắc. Nói vui rằng toàn bộ những lần chuyển khoản được lên màn ảnh rộng, không lâu sau đó hàng loạt diễn viên đã ra mắt công chúng và nhanh chóng nổi tiếng khắp mạng xã hội. Phải nói là rất kịch tính khiến người xem đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Các cú cua khét lẹt tới nỗi có đội 10 mũ bảo hiểm cũng ngã như thường. Điều này đã làm dấy lên sự phẫn nộ cực lớn trong cộng đồng, bởi vì thời điểm hiện tại cả nước đang đồng lòng hướng về các tỉnh thành phía Bắc đang phải chịu nhiều thiệt hại do lũ lụt. Nhưng nhiều người lại nhân cơ hội này để đánh bóng bản thân bằng những hình ảnh chuyển khoản phong bạt lên đến vài trăm triệu hay cả tỷ đồng. Đây đâu phải chuyện để mang ra nổ hay khè nhau vào lúc này, theo đó, người dùng mạng xã hội đã dành thời gian để kiểm tra các thông tin trong danh sách sao kê, nhận ra những điểm bất thường dù danh sách này dài tới hơn 12.000 trang. Một ví dụ điển hình là PNP, còn được biết đến là LP. Một cựu vận động viên thể thao đã chuyển khoản món tiền bị che kèm nội dung, đóng góp và khắc phục hậu quả bạo số 3 Yagi. Người này sau đó chụp màn hình giao dịch chuyển tiền dùng các ký tự che đi các con số cụ thể, chỉ để lộ ra một phần rất nhỏ trên đỉnh đầu. Những người theo dõi tài khoản Facebook của cô đếm tới có 8 vị trí bị che tương ứng với 8 con số, do mỗi biểu tượng đều để lộ một phần chi tiết thể hiện có ký tự số bị che lại, đồng nghĩa số tiền đã được chuyển lên đến hàng chục triệu đồng. Sau đó, khi có sự sao kê từ mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cộng đồng nhanh chóng truy ra tìm giao dịch không trùng khớp. Tuy nhiên, số tiền thực tế là 500.000 đồng. Việc này khiến nhiều người dùng mạng xã hội bức xúc, tố cô này làm màu phong bạt và lợi dụng việc ủng hộ đồng bào đang gặp thiên tai để đánh bóng tên tuổi cá nhân. Một trường hợp khác cũng được tố giác nhanh chóng là tên nhân vật TGA hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử, đăng lời kêu gọi những người trong cộng đồng và bạn bè cùng ủng hộ người dân vùng chịu thiên tai kèm với lời kêu gọi kết thúc bằng câu nói Cho đi là còn mãi. Anh đính kèm hình ảnh chụp màn hình chuyển khoản tới mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoản tiền 100 triệu đồng. Điều đáng nói là khi check va, ý nói đến việc kiểm chứng lại thông tin, mọi người phát hiện ra số tiền chuyển thực tế chỉ 10.000 đồng. Nhiều người sau khi biết sự thật đã tỏ ra thất vọng với hành động cũng như suy nghĩ của các cá nhân này. Có người đã phải thốt lên, một ngàn đồng cũng quý, đâu nhất thiết phải điêu như vậy. Ngay sau khi bị dân mạng phát hiện và sự gian dối của mình, những người khoe khoang phong bạt thổi phồng khoản tiền đã vội khóa tài khoản mạng xã hội để tránh cơn bão phẫn nộ từ cộng đồng không ít người cho rằng nếu mặt trận tổ quốc việt nam công bố bản sao kê chậm thêm ít ngày sẽ còn phát hiện thêm nhiều trường hợp lợi dụng từ thiện và hoàn cảnh khó khăn của người khác để khoe mẽ bản thân trên mạng mặt khác khi thông tin đóng góp đưa lên mạng và ngoài thực tế sai lệch quá nhiều sẽ dẫn đến việc các tổ chức đại diện nhận tiền quyên góp rơi vào cảnh số tiền thực tế nhận được thấp hơn số mà mỗi cá nhân công bố rất nhiều điều này gây ảnh hưởng đến uy tín của từ thiện cũng như của đại diện tổ chức nhận tiền và người chịu thiệt thòi lớn nhất không ai khác chính là người dân đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Mà bạn đang viết status xót thương từng giờ từng ngày. Lòng thương của các bạn cũng là fake ư. Ừ. Anh Tiến Lâm Hà Nội chia sẻ câu chuyện về một bạn sinh viên khi được hỏi có mong muốn gì giúp đỡ bà con vùng lũ. Đã trả lời rằng sinh viên không có nhiều tiền nên em ủng hộ 50.000 đồng cho mặt trận tổ quốc. Dù biết là không nhiều, nhưng việc ủng hộ làm em vui và đỡ ái náy vì không đến tận nơi hỗ trợ được cho đồng bào. Nhưng khi quay sang câu chuyện của những người phong bạc trên mạng xã hội, anh ngắn ngầm bình luận. Ấy vậy mà có những người lợi dụng thiên tai để đánh bóng tên tuổi. Thật đáng khỉnh. Nói thêm về hiện tượng lên mạng sống ảo hiện nay, một chuyên gia về mạng xã hội cho rằng điều này rất phổ biến hiện nay. Và có một bộ phận không nhỏ người dùng sẵn sàng làm mọi cách để thu hút sự chú ý có được nhiều like từ các nội dung của mình. Họ thích thú khi thấy bài đăng được nhiều tương tác, thích được khoe giàu có, hào phóng dù đó chỉ là hư ảo trên mạng xã hội. Chúng ta đã nghe nhiều về câu chuyện các bạn trẻ đôi mươi khoe phá của bố mẹ hàng nghìn tỷ, tay trắng rồi nhờ làm việc này việc kia mà trả hết nợ mua được nhà xe sang hay chuyện kiếm mỗi tháng vài trăm triệu đồng. Những điều đó chỉ có trên mạng xã hội, còn người làm được thật thì họ không có đủ thời gian để lên mạng để khỏe. Và giờ đây thì tất cả đã minh bạch bằng 12.000 trang sao kê ủng hộ cứu trợ lũ lụt. Những người lợi dụng đánh bóng tên tuổi phong bà tự động không còn đất diễn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong hơn 12.000 trang sao kê này, mọi giao dịch quyên góp của người dân đều được ghi nhận chi tiết từ thời gian, số tiền, nội dung chuyển khoản. Giao dịch vài nghìn đồng hay vài trăm triệu đồng đều là tấm lòng chia sẻ của hàng vạn người dân gửi gắm đến đồng bào bị thiệt hại do bão Yagi gây ra. Đây là tinh thần, truyền thống chia sẻ trong lúc khó khăn hoạn nạn của người Việt. Tuy nhiên, theo dõi mạng xã hội từ tối qua đến giờ, tôi thấy có hiện tượng check va và, và đã phát hiện ra nhiều trường hợp phong bạt tiền quyền góp. Ví dụ, chuyển khoản 100.000 đồng nhưng chỉnh sửa ảnh để chuyển khoản sang 100 triệu đồng, 500.000 đồng nhưng cố tình che số tiền để nhiều người nghĩ rằng ủng hộ 500 triệu đồng. Thậm chí có những nội dung nhân danh tập thể nhưng số tiền chuyển khoản là 10.000 đồng, 20.000 đồng. Phải khẳng định lại một lần nữa, tiền ủng hộ dù 1.000 đồng hay 100 triệu đồng đều đáng quý. Những người thổi phong tiền ủng hộ đa phần là KOL. Bị ông sao kê chiếu, cộng đồng mạng cười chê người trách khi phát hiện ra họ lợi dụng truyền khoản ủng hộ để làm màu để phong bạt để làm hình ảnh cá nhân riêng tôi cảm nhận công khai minh bạch số tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt ở miền bắc mang một ý nghĩa to lớn vì hàng vạn người dân quyên góp tiền được trực tiếp tiếp cận bảng sao kê và cảm thấy tấm lòng của mình được ghi nhận một cách đầy đủ trong những ngày tới danh sách 12.000 trang sao kê kéo dài hơn nữa sức nặng của nó tựa thái sơn bởi nó thể hiện tình nghĩa đồng bào những năm qua đã dấy lên nhiều lùm xùm quanh chuyện thực chất của hoạt động cứu trợ chuyện sao kê của những người nổi tiếng việc công khai sao kê tăng cường sự tin tưởng của cộng đồng mà còn thu hút thêm nhiều nhà hảo tâm tham gia vào các hoạt động từ thiện ủng hộ đồng bào khó khăn vì thiên tài Bảng sao kê cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của hoạt động từ thiện. Nhờ có nó, các cá nhân, tập thể công ty có thể đánh giá lại hiệu quả của đợt quyên góp này, từ đó đưa ra những điều chỉnh phù hợp để đạt được kết quả tốt nhất. Dù quyên góp ít hay nhiều là tùy tâm, chúng ta không phán xét chuyển khoản vài trăm triệu, vài tỷ đồng hay chỉ có vài chục nghìn đồng của ai đó. Xong điều gì cũng cần trung thực Nhất là lòng tốt khi tình thương cộng đồng bị mang ra làm màu, thì tình thương ấy chỉ hướng vào bản thân. Nếu thật sự thương những người đang gặp khó khăn, xin đừng giàn dối nữa. Ngoài ra công khai minh bạch bảng sao kê, những người phong bạc, tự động, không còn đất diện. Thứ trưởng Bộ Công Thương được biếu 1,5 tỷ đồng. Trong video ngày 12 tháng 9, như chúng tôi đã nhắc đến câu chuyện của ông Hoàng Quốc Vượng, cựu chủ tịch EVN, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương, được biết ông này đã trúng ngay bên đạn bọc đường chống tham nhũng, một nhiệm vụ không dễ dàng nhưng cũng không thể lùi bước và đã trở thành dấu ấn mạnh mẽ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nhiều năm qua. Lò đã nóng thì cùi tươi cũng phải cháy. Câu nói nổi tiếng ấy khiến người ta không khỏi hình dung về sự quyết tâm của cuộc chiến chống tham nhũng và quả thực từ khi cuộc đốt lò bắt đầu, không ít cán bộ cấp cao đã phải chịu kỷ luật từ cảnh cáo đến cách chức và thậm chí truy tố trước pháp luật. Theo kết luận, vì động cơ vụ lợi, tạo cơ chế cho dự án nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam được hưởng giá điện ưu đãi, đổi lại phía doanh nghiệp biếu ông 1,5 tỷ đồng. Vụ án xuất phát từ tháng 2 năm 2023, khi thanh tra chính phủ có công văn kiến nghị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an điều tra xử lý với 8 nhóm hành vi có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch đầu tư xây dựng các công trình điện. Và cuộc điều tra, cơ quan an ninh xác định ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, được giao phụ trách cục điện lực và năng lượng tái tạo, trực tiếp chỉ đạo tham mưu xây dựng dự thảo quyết định số 132020 quy định TTTG. quyết định thực hiện ông biết rõ chủ trương chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận các dự án điện mặt trời nối lưới và hạ tầng đấu nối công suất 2.000 MW được chấp thuận triển khai. Tuy nhiên, ông Vượng đã chỉ đạo Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo dự thảo quyết định số 132020QDTTG theo hướng mở rộng diện đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi thành các dự án được phê duyệt bổ sung sẽ được hưởng giá điện ưu đãi. Theo cơ quan điều tra, chỉ đạo trên của ông Vượng là trái với nghị quyết số 115 NQCP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đáng chú ý, ngoài phạm vi xây dựng dự thảo quyết định số 132020-QDTTG, cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng còn bị cáo buộc có động cơ vụ lợi, tạo cơ chế cho dự án nhà máy điện mặt trời Trung Nam-Thuận Nam. Cụ thể, ông Vượng lợi dụng chức vụ quyền hạn đã thống nhất chủ trương đề xuất cho dự án được phê duyệt bổ sung quy hoạch, đồng thời cố ý xin cơ chế giá 9,35 USD trên 1 kWh cho dự án vượt phạm vi Thủ tướng Chính phủ cho phép. Sự cố ý của ông Vượng tạo điều kiện cho nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam được hưởng giá điện ưu đãi. Dù sau đó Thủ tướng chỉ đạo yêu cầu Bộ Công Thương phải thực hiện nghiêm theo đúng nghị quyết, nhưng ông Vượng ngó lờ dẫn đến thiệt hại 774 tỷ đồng cho EVN. Khi bị điều tra, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương khai nhận của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam 1,5 tỷ đồng. Như vậy, sau khi xác minh, thu thập tài liệu, cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can Vượng, Kim gây thiệt hại hơn 937 tỷ đồng cho EVN. Tính đến ngày 28 tháng 6 năm 2023, có lẽ nhiều người sẽ tự hỏi 937 tỷ đồng là bao nhiêu? Đối với những nông dân làm lũ hay những người công nhân đang chật vật sống qua ngày với mức lương tối thiểu, con số này không chỉ là một số tiền khổng lồ mà còn là biểu tượng của sự bội tín vô trách nhiệm và lòng tham vô đáy. Giá điện ưu đãi vốn dĩ được tạo ra để hỗ trợ những đối tượng yếu thế giảm bớt gánh nặng kinh tế, giúp đỡ các doanh nghiệp, người dân sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn. Thế nhưng, dưới tay những kẻ lạm quyền, giá điện ưu đãi đã trở thành một món hời cho những ai biết cách lợi dụng kẽ hở của pháp luật. Họ biến những gì đáng lẽ ra phải là công cụ hỗ trợ cộng đồng thành phương tiện để trục lợi cá nhân, hòng làm giàu trên mồ hôi, nước mắt của người dân. Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã nộp 1,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả và được ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ gồm bộ công thương có văn bản ghi nhận đóng góp cống hiến đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm thành khẩn khai báo thừa nhận hành vi phạm tội có nhiều thành tích trong công tác đã lên chức thứ trưởng con đường quan trường vẫn rộng mở ấy vậy chỉ vì những viên đạn bọc đường mà hoàng quốc vượng đã phủi bay sự tin tưởng danh dự và cả những tương lai phía trước tham nhũng không phải là một khái niệm xa lạ với chúng ta nhưng mỗi lần nó được vạch trần lòng người vẫn không khỏi phẫn nộ đặc biệt khi những kẻ đáng lý ra phải lo cho dân làm vì dân lại biến quyền lực thành công cụ để trục lợi cá nhân gây ra thiệt hại khủng khiếp cho nhà nước và nhân dân tìm ra được một thứ trưởng đứng sau chống lưng sau đó vạch trần bộ mặt của người này đâu phải dễ dàng chúng ta cùng cảm ơn và hy vọng rằng với sự quyết tâm của đảng và nhà nước đứng đầu là tổng bí thư tô lâm thì những kẻ tham nhũng sẽ không còn nơi nào để trốn chạy khởi tố bắt giam 3 cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh. Trong một diễn biến mới đây nhất, Bắc Ninh, vùng đất vốn nổi tiếng với những làn điệu quan họ ngọt ngào lại dậy sóng bởi một vụ việc nghiêm trọng. Ba cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư bị khởi tố vì tội đưa và nhận hối lộ. Họ đã bị phanh phui khi tham gia vào việc móc nối để ưu tiên làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, một hành vi không thể dung thứ trong công cuộc xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch. Thay vì làm tròn trách nhiệm của những người công bộc của dân, các cán bộ này lại chọn con đường tắt biến công việc của mình thành công cụ để kiếm trác. Đưa hối lộ, nhận hối lộ, tất cả để đổi lại việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhanh chóng cho những ai chịu chi. Cái giá phải trả để có được sự ưu tiên ấy không hề rẻ. Nhưng những kẻ hám lợi lại không màng đến hậu quả pháp lý. Ngày 12 tháng 9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa quyết định khởi tố 3 cán bộ, nguyên cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh về tội đưa và nhận hối lộ cụ thể quan nắm tình hình phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường phát hiện có tình trạng nhận hối lộ để ưu tiên làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nên đã tập trung xác minh làm rõ quá trình đã làm rõ một ra lệnh bắt bị can để tạm giam với nguyễn hữu trường giang nguyên trưởng phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh bắc ninh hiện là tránh văn phòng sở kế hoạch và đầu tư tỉnh bắc ninh 2. Ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Đỗ Thị Lan Hương là chuyên viên phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, có hành vi nhận hối lộ nên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với hai đối tượng trên về tội nhận hối lộ quy định tại Điều 354 Bộ Luật hình sự. Bà lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thoan, nguyên là nhân viên trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh về tội đưa hối lộ quy định tại điều 364 Bộ luật hình sự. Những vụ việc như thế này khiến chúng ta đặt câu hỏi, họ nghĩ gì khi nhúng tay vào tham nhũng phải chăng, vì những lợi ích trước mắt quá hấp dẫn. Điều đáng tiếc là thay vì đóng góp cho sự phát triển kinh tế địa phương, họ lại chọn cách đục nước béo cò đi ngược với nỗ lực xây dựng một môi trường cho kinh doanh công bằng và minh bạch mà Đảng và nhà nước đã không ngừng thúc đẩy. Đối với những người đang giữ trọng trách, bài học từ ba cán bộ bị khởi tố này là lời cảnh báo đanh thép bất kỳ hành vi sai phạm nào cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng. Người dân và doanh nghiệp mong mỏi một môi trường kinh doanh lành mạnh, nơi mà không có chỗ cho những hành vi vòi tiền nhận tiền. Thực hiện điều đó không chỉ là trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, mà còn đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ từ phía người dân. Bắt quả tang thẩm phán Tòa án Nhân dân huyện ở Kiên Giang nhận hối lộ 30 triệu đồng đã khiến ông Lê Văn Hồng Trinh là thẩm phán Tòa án Nhân dân huyện Rồng rường tỉnh Kiên Giang ngã ngựa đây có thể không quá lớn đối với nhiều người nhưng hậu quả của nó lại lớn gấp nhiều lần. Trong mắt người dân, thẩm phán là người đại diện cho pháp luật, cầm cán cân công lý và đem lại sự công bằng. Nhưng với hành động nhận hối lộ của ông Lê Văn Hồng Trinh thật đáng xấu hổ. Ông Trinh người đứng lẽ ra phải đứng về lẽ phải đã chọn con đường của sự xa ngã và tham lam để đồng tiền điều hành hành vi. Trước đó, thẩm phán Trinh yêu cầu bà HKL nguyên đơn trong vụ án tranh chấp đất đai phải trung chi 100 triệu đồng thì mới đưa vụ án của bà ra xét xử. Theo bà L cho biết, từ đầu năm 2022 đến tháng 9 năm 2024, đã nhiều lần đưa tiền cho ông Trinh với số tiền hơn 50 triệu đồng. Tuy nhiên, thẩm phán Trinh vẫn ngâm vụ án không đưa ra xét xử. Ngày 11 tháng 9, ông Trinh yêu cầu bà L tiếp tục đưa 30 triệu đồng. Quá bức xúc, bà L đã làm đơn tố cáo hành vi của ông Trinh lên cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Lúc 13 giờ ngày 12 tháng 9, tổ công tác của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bắt quả tang ông Lê Văn Hồng Trinh là thẩm phán tòa án nhân dân huyện Rồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, có hành vi nhận hối lộ số tiền 30 triệu đồng của bà HKL. Hành vi nhận hối lộ của ông Lê Văn Hồng Trinh là minh chứng rõ ràng cho việc đồng tiền không thể làm thay đổi bản chất của công lý mà chỉ làm tổn thương niềm tin của người dân vào hệ thống pháp luật. Pháp luật phải được thi hành một cách công minh và những người giữ cán cân công lý phải có đạo đức và trách nhiệm trước nhân dân. Ngọn lửa chống tham nhũng của Tổng bí thư Tô Lâm đang tiếp tục cháy mạnh hơn bao giờ hết để thanh lọc hệ thống và đem lại sự trong sạch cho nền tư pháp. Những hành vi nhận hối lộ vỏi vĩnh sẽ không còn có đất sống. khởi tố bắt giam bác sĩ nhân viên y tế. Lương Y như từ mẫu và trong câu chuyện này, Lương Y lại trở thành một kẻ bất lương. Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố bị can bắt tạm giam Lê Việt Nam sinh năm 1980, nhân viên khám bệnh khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng về tội gian lận bảo hiểm y tế. Với trách nhiệm là những người đứng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe, lẽ ra họ phải thực hiện sứ mệnh cao cả là cứu người, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Nhưng thay vào đó, những cá nhân này đã lợi dụng chức vụ để thực hiện những hành vi gian lận bảo hiểm y tế, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Theo kết luận điều tra từ năm 2021 đến năm 2023, nam đã cấu kết với một số nhân viên bác sĩ ở bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng để kê, tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế mà thực tế người bệnh không sử dụng nhằm mục đích chiếm đoạt thuốc bảo hiểm y tế của bệnh nhân số thuốc này các đối tượng đem bán thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu và môi trường công an tỉnh lâm đồng đã kiên quyết đấu tranh khởi tố vụ án khởi tố các bị can để phục vụ công tác điều tra Liên quan tới vụ án trước đó ngày 16 tháng 12 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Lê Văn Nguyên sinh năm 1991, bác sĩ chuyên khoa 1 và Hồ Đắc Tuấn sinh năm 1988, nhân viên khoa dược của bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 1 năm 2023 cho đến khi bị bắt, Lê Văn Nguyên đã lạm dụng là bác sĩ khám bệnh để kê đơn thuốc khống hoặc kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc vật tư y tế nhằm mục đích chiếm đoạt thuốc bảo hiểm y tế của bệnh viện. Quá trình này có sự tham gia giúp sức của Hồ Đắc Tuấn. Vụ án trên đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra mở rộng. Như đã đưa trong năm 2023, bác sĩ Lê Văn Nguyên đã lợi dụng sự tin tưởng của đồng nghiệp là các điều dưỡng khoa khám bệnh cấp cứu. Nhờ 19 điều dưỡng tiếp nhận bệnh nhân bảo hiểm y tế vào các phòng khám tim mạch, phòng khám nội của bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Trong số các bệnh nhân trên có nhiều bệnh nhân không đến khám. Bác sĩ Lê Văn Nguyên chỉ đưa thông tin bệnh nhân gồm tên và mã bảo hiểm y tế cho các điều dưỡng nhờ tiếp nhận nói đó là người nhà, người quen của mình. Các điều dưỡng tạo điều kiện tiếp nhận trước, bệnh nhân sẽ lên khám sau để tiết kiệm thời gian. Cụ thể của hành vi vi phạm là ông Lê Văn Nguyên đã kê chưa đúng quy định liên quan đến bệnh nhân TTC sinh năm 1959. Các đơn thuốc được ông Nguyên kê cách nhau chỉ vài ngày. Hai đơn thuốc đều được kê sử dụng trong một tháng và có thuốc giống nhau. Tiếp nhận thông tin từ Bảo hiểm Y tế tỉnh Lâm Đồng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành xác minh, phát hiện thêm nhiều bệnh nhân được bác sĩ này tiếp nhận và kê đơn thuốc giống nhau trong cùng một ngày, được lập phiếu cách nhau chỉ một phút. Trong khi đó, có những bệnh nhân chưa hề có lịch sử khám và điều trị bệnh tiểu đường nhưng lại được kê thuốc điều trị tiểu đường. Kê thuốc insulin nền trích giới da với liều lượng vượt quá quy định chuyên môn. Ngoài ra, bác sĩ Lê Văn Nguyên còn thực hiện kê đơn và nhận thuốc cho 53 bệnh nhân, gồm nhiều bệnh đã được sử dụng mã thẻ bảo hiểm y tế và căn cước công dân để lập phiếu thanh toán nhận thuốc cho bệnh nhân trong khi bệnh nhân không tới khám tại bệnh viện, với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Gian lận bảo hiểm y tế là một trong những hình thức tham nhũng tinh vi và gây thiệt hại lớn không chỉ về tài chính mà còn về mặt đạo đức xã hội những hành vi như kê khai chi phí điều trị khống giả mạo hồ sơ bệnh án để trục lợi từ quỹ bảo hiểm không phải là chuyện hiếm gặp những điều đau lòng là những việc làm đó lại xảy ra trong bệnh viện nơi những người bệnh cần tìm đến để nhận sự chữa trị sự an ủi hành vi gian lận bảo hiểm y tế của các bị can không chỉ làm tổn hại uy tín của bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng mà còn làm xấu đi hình ảnh của toàn bộ ngành y tế đang khoác trên mình chiếc áo trắng sự việc xảy ra tại bệnh viện đa khoa lâm đồng là một lời nhắc nhở nghiêm khắc về tầm quan trọng của ý đức và tinh thần trách nhiệm trong ngành y câu chuyện này cũng là lời cảnh tỉnh rằng không phải mọi người khoác áo trắng đều xứng đáng với danh sưng lương y như từ mẫu lương y chỉ thật sự là từ mẫu khi họ đặt lợi ích của bệnh nhân lên trên hết chứ không phải lợi ích cá nhân